Tôi tự giới thiệu tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của Chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng kính chào quý vị đồng bào trong nước. Hãy là thì vấn đề hiện tại, mình nói vấn đề tình hình hiện tại, vấn đề trong nước như thế nào. Bây giờ là thời cơ đã tới, bởi vì lý do quý vị nên nhớ rằng khoảng 2 tuần lễ nay, tất cả vấn đề mà tất nhiên nhân dân nổi loạn lên vì vấn đề nghĩa là cộng sản, nghĩa là tiền nhân của chúng ta là dựng nước, mà chính là đảng cộng sản là tất nhiên là tội đồ bán nước, chính là ông Thái Thú Nguyễn Phú Trọng bán nước hại dân. Bây giờ đã bán nước hết rồi, bây giờ đứng ra mà còn lại đàn áp dân. Dân ở đây là dân ở đâu? Dân ở trong nước là dân của đảng cộng sản, chứ không phải là dân của quỷ quyền hay quỷ quân. Nếu mà nói đổi thừa là không được, bởi vì đây là dân ở đây là ai? Dân của đảng cộng sản, không còn vấn đề nói quỷ quân và quỷ quyền nữa. Thì là tại vấn đề đảng cộng sản ép nhân dân vô đường cung, thì nhân dân phải đứng dậy để mà ý dân ý trời. Quý vị đừng có lo, ý dân ý trời, cơ trời đã đến. Quý vị hãy đoàn kết với nhau, hải ngoại chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị. Đoàn kết với nhau, chúng ta phải song hành để mà giết cái thằng mà đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, thằng bán nước, thằng đó là con chó của Trung Quốc đôi. Tôi thách Nguyễn Phú Trọng dám bắn chết người ngư. Quý vị cứ lấy iPhone quý vị chụp cho tôi, gỡ cho tôi, nói là Chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, chữ thường a@gmail, hay là Trần Dần USA, yahoo.com. Tôi bảo đảm quý vị, tôi sẽ trình cái tổng thống Donald Trump và tôi sẽ trình lữ diện quốc hội và tôi trình hai ông cựu tổng thống. Tôi bảo đảm tôi sẽ đem đệ thất hợp đầu ngư đầu tiên, tôi sẽ treo cổ là Nguyễn Phú Trọng và cả gia đình đó. Quý vị cứ đừng có lo, quý vị cứ bất bạo động như đi, mà quý vị phải để cho biết rằng tất nhiên chúng ta là tất nhiên làm đúng, bởi lý do là tại cộng sản bán nước mà. Bây giờ có thể quý vị có những ai có thể đặt câu hỏi với tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Quý vị đặt cảm ơn nha, cảm ơn với tất cả những người. Cảm ơn anh Phan Hạnh, cảm ơn anh Minh Trần, cảm ơn Mỹ Thanh. Quý vị có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị. Quý vị đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị. Hiện tại quý vị đừng lo, nếu quý vị đảng cộng sản là tất nhiên tiền nhân chúng ta, nước Việt chúng ta là tất nhiên dựng nước, đảng cộng sản là tội đồ đi bán nước, nhất là con chó Nguyễn Phú Trọng. Tôi thách Nguyễn Phú Trọng, nếu mà dám bắn nó lấy công an quân đội đàn áp nhân dân thì tôi sẽ trình với tổng thống, tôi sẽ đem đệ thất hận đội về, mà tôi bao nhiêu là tôi sẽ treo cổ thằng Nguyễn Phú Trọng trước tiên nhất. Quý vị cứ tin tưởng tôi đi. Quý vị có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị. Quý vị đừng lo. Hỡi công an, hỡi quân đội, hãy quay về với nhân dân. Nếu không quay về với nhân dân một ngày, lý trời tuy thương mà lại thoát thoát. Cơ hội đến với quý vị. Quý vị hãy quay về với nhân dân. Công an hãy quay về với nhân dân. Tất cả tướng lãnh hãy quay về với nhân dân. Tôi cam đoan nhân dân sẽ tha thứ cho quý vị. Quý vị đừng nhân dân ý trời. Quý vị có câu hỏi đặt không, tôi sẽ nói chuyện cho quý vị. Tôi sẽ tất nhiên là sẽ đáp cho quý vị. Quý vị đừng có lo, ở đây tất cả những cử những động gì của quý vị đều có tôi theo dõi hết. Tôi đã trình với Tổng thống Donald Trump rồi, tôi là được chỉ thị của Tổng thống Donald Trump sẽ theo dõi, rồi nếu mà đảng cộng sản mà bắn người chết thì sẽ có hành động ngay. Hỡi con dân của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hãy chờ lĩnh quốc trưởng về, để chứ quốc trưởng đang thưa kiện vấn đề đảng cộng sản thi vấn đề mà phản bội vấn đề hiệp định Paris, vô cấp đất của vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa. Đúng rồi, cô đã đúng á, cô có thể nên nói với tôi được không? Việt Nam Cộng Hòa, cho hỏi ông Đào Minh có thật không? Ông Đào Minh Quân, tôi nói quý vị nghe, ông Đào Minh Quân 20 mấy năm về trước thì tất nhiên ông Đào Minh Quân là tất nhiên là có, nhưng mà ông đã bị con cái nó xin lỗi ông ngông quá. Ông lại viết thơ email, ông chửi Tổng thống Barack Obama. Ông nói ông là tất nhiên
Tổng thống Barack Obama là Steve Nguyễn Phú Trọng là tất nhiên đồng lõi với kẻ góp, là lúc đó là tất nhiên là tổng thống Barack Obama là không chấp nhận ông rồi. Nè mày nói chuyện với tao, mày cà chớ tao cho mày đi đái nè, đó xạo lồn ha, đừng lên đây đừng có hổn nha cứng ha, cho mày thằng này là tức duyên chắc nó là Việt Cộng như vậy rồi. Hỡi quý vị đồng bào trong nước, hỡi quý vị đồng bào trong nước thân thương, quý vị hãy biểu tình, tôi thách Nguyễn Phú Trọng đảng Cộng sản mà dám bắn quý vị trên 10 người. Quý vị lấy iPhone quý vị chụp cho tôi sẽ là trình lên tập. Mà mày là tất nhiên cảm tình viên của Việt Cộng miễn bàn đi. Hỡi đồng bào thân thương, hỡi con dân của Việt Nam Cộng Hòa, hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hãy chờ quốc trưởng về thưa kiện thắng kiện để lấy lợi vị tuyến 17, và sẽ là tất nhiên là đuổi coi cờ đảng Cộng sản ra khỏi vị tuyến 17. Và quý vị hãy chờ coi, còn hỡi quý vị đồng bào trong nước, hãy cứ là tất nhiên làm những cái chuyện mà tất nhiên biểu tình, vì lý do đảng Cộng sản là tiền nhân của chúng ta là bán nước, đảng Cộng sản không có tư cách gì mà lấy quyền gì để mà bán nước hết. Mày chữ hả mày? Sao mày hậu láo thế? Hả? Ai mà giờ lên trên diễn đàn mà chữ vô dân quá thế, cái đằng hải vũ gì đó mày? Hỡ đồng bào thân thương, hỡ tướng công an, hỡ nhân dân, hỡ là chúng ta hãy đoàn kết lại để mà lật đổ đảng Cộng sản, nhất là thằng con chó Nguyễn Phú Trọng, đó là con chó của Trung Quốc nuôi, nó bán nước, tôi thách nó, nếu nói quý vị, tôi thách thằng Nguyễn Phú Trọng dám bắn chết quý vị 10 người quý vị, ai lấy iPhone ra quý vị chụp hình cho tôi, quay cho tôi bảo đảm là tôi sẽ là trình với Tổng thống Donald Trump. Kể cả là tất nhiên là hai ông cụ tổng thống, kể cả lưỡng viện quốc hội, kể cả Liên Hiệp Quốc, tôi sẽ đem đệ thất hợp đội về. Nhưng tôi khi mà tôi về bên đó, tôi thằng treo cổ trước tiên nhất là thằng Nguyễn Phú Trọng và gia đình đó. À, tôi bảo đảm quý vị là cuối năm 2018 là đảng Cộng sản bị nhân dân là giật vấn đề sụp đổ rồi. Rồi, xin chào Hùng Vũ Huy, xin chào. Xin chào, con thằng này nè, tao cho mày chỉ đái luôn. Ơ, thằng Hai Vũ này vô văn quá. Ô, mày là cảm tình duyên gì, đặc phái duyên gì của Việt Cộng gì, nói chuyện vô văn quá với Hai Vũ. Hỡi đồng bào thân thương, hãy trong nước. Hãy biểu tình, tôi thách thằng Nguyễn Phú Trọng, nó là thằng bán nước, nó là con chó của Trung Quốc nuôi. Quý vị cứ là tất nhiên, tôi bảo đảm quý vị lấy cái iPhone mà quý vị thấy tụi đảng công an hay kể cả quân đội bắn chết 10 người, quý vị quay cho tôi sẽ đưa vấn đề, hãy liên lạc với tôi vấn đề qua vấn đề email là Chính phủ Lâm thời Việt Nam Cộng hòa @gmail.com hay là tất nhiên Trần Dần USA là yahoo.com. Quý vị tôi sẽ trình với Tổng thống rồi tôi sẽ bảo đảm bảo vệ tính mạng cho quý vị. Ôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quá. Ôi thằng Việt Cộng vô văn quá, chữ gì đâu mà chữ lộc chữ tiểu đồ nghĩa là vô văn quá. Thằng Hải Vũ mày coi chừng tao nha, chút xíu tao lóc mày á. Thấy không, Hai Vũ thì chữ con cặc, mày nói chuyện gì mà tồn tiểu quá vậy mày. Hỡ đồng bào thân thương, hỡ công an, hỡ tướng lĩnh, hãy quay về với nhân dân. Nếu quý vị không quay về với nhân dân, lý trời tuy thưa mà lại thoát thoát. Khi mà nhân dân nổi loạn lên thì quý vị sẽ kẹt.
thằng Hai Vũ là thằng mất dạy đó, nó chuyên môn là chữ thề, thằng vô văn hóa, con chó của cộng sản. Mày để chút xíu tao lóc mày ha. Bây giờ tao không muốn nói gì cho nhiều. Thằng Hai Vũ tao im, mày im đi. Mày được nói chuyện, mày chữ thề làm chết mày với tao cho mày. Mày chữ thề tao bắn mày liền á. Đủ tao bắn mày á. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có súng đây nè. Thằng Hai Vũ á, mày có chân á, tao bắn mày á. Mày tưởng mày ăn hiếp dân dân là tại dân dân không có súng. Ở đây tất cả chúng tao đều có súng hết á. Thấy không? Quý vị thấy không? Tôi bắn thằng Hai Vũ cho bây giờ. Mày chết mày cho mày. Mày chữ thề tao bắn mày á. Mày thấy cái này là gì không? Súng không ơi? Đâu mày chữ thề con cặt, đâu mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Thằng Hai Vũ mày coi chừng cho mày. Mày ăn hiếp dân dân là tại dân dân không có súng chứ ở đây rồi mày, ở đây ai cũng có súng hết á. Rồi quý vị. Hỡi quý vị đồng bào thân thương. Thằng Hai Vũ nó chửi tôi sẽ bắn nó cho quý vị coi. Hai Vũ là cái thằng con chó của cộng sản. Bây giờ tôi nói quý vị nghe. Hỡi quý vị, hỡi tướng lãnh của hỡi tướng lãnh công an của dân dân, hãy quay về với dân dân để mà dân dân tha thứ. Còn quý vị mà làm quá thì quý vị sẽ lý trời cư thương mà lại coi hết. Thành thật cảm ơn quý vị, hẹn quý vị để tôi xử trí cái thằng Hai Vũ này. Tao bắn mày ơi, mày biết cái gì không? Chọc tôi.